Nhận định Antwerp với Shin Chuiden 23 giờ ngày 18 tháng 8, đội bóng của Công Phượng đã có chiến thắng khá bất ngờ ở vòng đấu trước đó. Trên sân nhà, dù bị đánh giá thấp hơn song Shin Chuiden vẫn có chiến thắng 2-1 trước Standard Liège, chắc chắn chiến thắng đó sẽ mở ra hiệu ứng tâm lý tốt cho đội bóng này. Cũng phải nói thêm rằng Antwerp đang gặp khá nhiều vấn đề, họ vừa có những trận đấu khó khăn ở vòng sơ loại cúp C2 châu Âu vừa qua và bị loại. Cùng với đó, đội bóng này đã thua ở 2 trận gần nhất và thua cả 2 kèo châu Á, chắc chắn người hâm mộ khó có thể yên tâm. Nhất là trong bối cảnh Antwerp chấp tới một hòa ở trận này, một điều đáng chú ý nữa mà người hâm mộ khó có thể bỏ lỡ chính là những lần chạm trán giữa hai đội. Ở 4 lần đối đầu gần nhất, Shin Chuiden giành cả 4 chiến thắng trước Antwerp, hãy cẩn trọng cái giấc đó ở trận đấu này.